Ngày 5 tháng 3, Tòa án Nhân dân tỉnh Vĩnh Long mở phiên tòa hình sự sơ thẩm, xét xử bị cáo Lâm Văn Điền, sinh năm 1973, ngụ xã Trung Thành, huyện Vũng Liêm, vì tội giết người. Bị hại là ông VVU, sinh năm 1951, ngụ xã Trung Nghĩa, huyện Vũng Liêm. Cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Vĩnh Long truy tố bị cáo Điền tội giết người với tính chất côn đồ và tình tiết tăng nặng là giết người trên 70 tuổi. Theo đó, tối ngày 11 tháng 9 năm 2023, Điền bắt ốc dưới kinh trước nhà ông U. Một lúc sau, ông U về, thấy Điền nên chửi và đuổi không cho bắt ốc, thì xảy ra cự cãi. Điền tức giận lấy dây xích, lội dùng khóa xe máy, định đánh ông U, nhưng được người dân can ngăn. Hôm sau, Điền nhớ lại, vẫn còn ấm ức chuyện vừa xảy ra, nên ra chợ mua dao, rồi đi tìm ông U. Khi gặp, thì xảy ra cự cãi, đánh nhau. Ông U bị Điền dùng dao đâm trúng ngực, tử vong. Sau khi gây án, Điền đến cơ quan công an đầu thú. Hành vi của bị cáo Điền đã phạm vào tội giết người. Nhưng sau khi gây án, bị cáo đầu thú, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Bị cáo bị hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Nên hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo mức án 15 năm tù.